Em Còi xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Còi Lalin. Cô bác ơi, ngày nay thì em Còi là đã khỏi ốm rồi. Nay thì tiếp tục là lên trên chỗ hai mẹ con chị U Mẩy ạ. Và ngày nay thì lên đây là trao quà của bác Võ Thị Kim Thành ở trong Sài Gòn, là bác có gửi cho hai mẹ con chị U Mẩy là 100.000 đồng. 100.000 đồng để mà cho em Còi là xem mà mua gì cho hai mẹ con thì mua. Thì nay em Còi là mua được một cân cá khô. Mua được một cân cá khô với lại 5 đôi tất cho em bé là con chị U Mẩy. Là hết 100.000 ạ. Này. Đến đây thì xem mà chị U Mẩy đang làm cái gì đây. Chị đang... Ây dồi. Đang đốt nương. Chị đang làm cái gì đây? Đốt chỗ này để làm gì hả chị? Chị nói là chị dọn dẹp chỗ này thôi chứ không có làm gì cả. Nay thì thời tiết trên chúng em lạnh lắm. Này, chị Mẩy ơi, đây nay là em lên là mua chị cân cá khô với lại 6 đôi tấn là quà của bác Thanh, bác Võ Thanh ở trong Sài Gòn. Bác Thanh Sài Gòn. À, trong Sài Gòn đấy. Cháu cảm ơn bác Thanh. Đi cảm ơn bác Thanh á. Rồi, anh Còi thay mặt cho mẹ con chị U Mẩy là cảm ơn bác Thanh rất là nhiều ạ. Ngoài ra thì bác còn có gửi cả quà cho chị em Bờ Hờ nữa. Nhưng bây giờ đang là trong tuần rồi thì hẹn là cuối tuần này thì mới có thể là đến thăm chị em Bờ Hờ được. Đấy. Em bé là lạnh như này phải có tất để mà đi, chứ không là rất là dễ cảm cúm ốm. Rửa mà cà tâu. Rửa cà tâu, cho chứ thùng miếp chưa. Này, chị em à, lạnh lắm. Tầm bây giờ chắc tầm khoảng 8 độ thôi các bác. Bởi vì trên chỗ chịu mẩy này thì cao hơn ở dưới kia ấy. Cho nên là chị dọn dẹp à, cái chỗ này. Đó là con gà hay bới quá. Ôi, chỗ củi này của chị U Mẩy thì thích thôi rồi các bác. Trời ơi, này mà để sấy thịt thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, rất là nhiều. Ôi, nhiều củi thật đấy. Ủa, nhiều chưa các bác? Còn đun cái gì đây? Cho tùng mía. Chị đang nấu cá lợn. Chân hoài. Chị đỡ đau chân chưa? Còn đau nữa không? Khi tháng môn nhỉ? Không quả. Chị bảo là đỡ môn nhỉ? À. Văn qua chưa cũng kìa cho đi treo. Chị bảo chị dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Giờ chỉ có thích ra chỗ đống lửa mà đứng thôi. Điện nó nắng qua cho tay điện à. Hả? Vào hộ chia nha. Này chị Mẩy bảo là đừng ngồi thử xe máy của em Còi. Rồi hộ nha. Chị có muốn tập xe không? Hỏi hộ ha. Ờ, đây chị Mẩy rất là thích tập xe máy. Thế bây giờ là em chỉ cho chị nhá. Này, em Còi dạy chị nhá. Đây, bây giờ để mà đi được xe thì chị phải tập làm quen với xe đã. Hey, mở chìa khóa nha. Đây, đầu tiên đút chìa khóa vào.
Rồi, bật lên. Rồi, dựng lên xem nào. Đừng có cả bộ nha. Đây, em xem nào. Dựng nó lên xem nào. Nhét từ tớ khó chịu. Bên này mà không tới được đúng không? Bên này không phun. Chị sang bên này. Nhìn bên này thì chân tiếp đất này, bên này thì chống bên này này sao? Gạt nó lên như này. Đây, chị nhìn bên này em chỉ chị nhá. Nào, chị này. Đây. Đây. Từ từ nhá. Đây. Mở này. Đây. Đây là N, số 0. Nên bằng cái này, đây là N, số 0. Đây còn gọi là số mob á. Số 0 là trôi đi như này này. Thế nhỉ, ví dụ như đi đâu thì... Số mob à. Thì đi đâu ý, mình không cần nổ máy thì mình về số 0 để mình dắt. Mình dắt cho nó về chẳng hạn. Nhá. Nhìn nhá, chị nhìn nhá. Dắt lên như này. Thay này. Đây là lên số 1. Số 1 là dành cho lên dốc á. Phó chú ý chúng mình số 1. Chú nhất đấy mình số 1 á. Phải nhớ nhá. Số 1. Hoặc là tức là đi đường dốc thì mình sẽ đi số 1 hoặc số 2, tùy vào cái độ dốc của cái con đường, cái đoạn đường đó mình đi. Đấy, chị muốn đi xe được thì trước tiên chị phải biết được như cái này đã. Nè, dốc. Đây kiểu không phải là cứ dẫm mà lên được đâu. Em bé tránh xa ra, không có kéo kiếm nhá. Ví dụ như là lên không được nhá, đây tặng cái là mới lên này. Bây giờ lên số 2 mất mà nghi chầu đấy, tặng cái mày tặng nhà nha, nó lên số 2 nhá. Số 3 với lại số 4 là mình đi đường băng chẳng nhỉ, mình cho bèng mà mình bùi số 3 cho số 4 mất. Số 4 đấy chia chỉnh hên. Số 1 là phát chia 2. Đây là số 4 nhá, muốn về số nhá. Thí dụ chị đang đi số 4 nhá. Đó à, mắng chỗ. Bây giờ về số 3 nhá, này này. Thác khá lùi. Này, tiến là nó bung lùi đây. Đây về số 2. Đây em về số 0 cho chị. Phải biết lên. Lên số xuống số đấy, nên gắn chân cháu. Rồi, chị lên đi. Lên đi em xem nào. Nhà pháo chị ạ. Pháo chị rất hạt tá, hạt tả hoạt này. Không, lên xe ngồi làm quen với xe đã. Chưa, rồi chống xe. Chống lên xem nào. Chống lên. Lên. Không sợ, không sợ, không làm sao cả. Nhưng mới tỏ ra như tỏ ra. Chống lên, chống đường, đi đường mà nhạc. Nhâm xe lên. Đây, để cho bên này lý hay đổ đúng không? Đấy. Hay nhỉ, đấy nó phải như thế. Gạt chân trống em xem nào. Gạt chân trống, phân chân trống đây. Phân, gạt chân trống. Không, không sợ đổ. Rồi. Cái gương này quên nó lỏng quá, kệ nó nào. Không sao, đây để em sắm cái thẻ cho. Rồi, dăm số đi, lên số 1 em xem nào. Số 1 nha. Chưa. Rồi đây, nhìn đây, mình bằng đây, nhìn đây. Số 0 là nó về đây này, số 0 đây. Số 1, đây là số 1. Số 2. Số 3, số 4. Lên số 2 em xem nào. Số 2. Dăm số, lên số 2 em xem nào. Ô, cái đấy là về rồi. Vào số cơ mà, cái đấy là về số 0. Cái đấy về số 0. Đây, lên số 1 lại cho em xem nào. Rồi, lên tiếp, số 2. Ơ, sao chị lại về số 0? Số 1 rồi. Lên số 2 đi. Lui lui một tí, kiểu
cho nó xem nó vàng. Rồi lên số 2 đi chị. Đó, vật tự. Đấy. Lên đường. Đó, vật tự. Đây, để em xem nào, vẫn đang số 1 này. Đúng rồi, tỏ đi. Đấy, dâm đi. Rồi, về số đi chị. Về số 3 em xem nào. Số 3. À, huất gì ạ? Rồi. Rồi, tiếp đi. Về số 2. Về số 2. Lên số 4 rồi, nhầm rồi. Sai số rồi, số 2. Rồi về số 2 đi chị. Về số 1 nào. Đấy. Đúng chưa? Xeo tốt cả đã. Ai yên xeo kìa. Không có gì liệu trả tới nhìn là thả đá anh kìa. Không có gì nó thấy em mất. Ô đâu rồi. Chị làm cái gì kìa. Chị làm cái ui rồi. Nề vào đấy á. Rồi. Tùy chị. Không chăng nữa. Ui rồi. Đâu lên xem nào. Ui. Ui hàng ấy chả. Ui chả hàng. Ui. Dựng xe lên em xem nào. Dựng xe lên em xem nào. Đây, cấp xin nhau đi. Không phải, tất cả mỡ. Nào, chẳng vào số, dịa số như là. Nhớ lên số, về số chưa? Chẳng. Số 1 là đâu? Số 0. Rồi, số 1 đâu? Số 1. Rồi, số 2 đâu? Số 3 đâu? Số 3, số 4. À, thế nào, dựng lên. Không sợ. Rồi tiến lên số 1 là số nào? Rồi đúng rồi, số 2. Không, chị lên số 2 em xem nào. Vào số 2 em xem nào. Rồi, về số 1 em xem nào. Đấy, nó chỉ có thế thôi mà. Rồi, nhá. Bây giờ nhá, chị nhá, ta này. Thả xuống, rồi, xuống. Dạ. Ờ, hê bả là thả đa nhỉ. Trang kê tớ bả thả đa kê bả này. Đây, ra đây em chỉ cho nhá. Ví dụ như đi xe nhá. Chị muốn sang bên phải đúng không? Đây, xi nhan này. Đấy, phải bấm xi nhan là sang bên phải. Mình sắp phía trước mà mình muốn sang ý, thì mình phải rẽ trước. Như này là thông báo cho người ta là à, tôi đang chuẩn bị đi sang bên này này. Đấy, biết không? Đi sang bên này thì mình lại phải rẽ sang bên này. Đúng rồi, đây là đèn này. Chẳng nhá. Dám ga không? Ga hả nó? Làm chị lên xe đi. Vật tội đi. Vật tội. Gạt chân trống. Đây rất trống. Bỏ nó nhẹ mà, không sợ. Như chị ngồi sát này. Chị quen. Thật dốc. Mở lên, mở máy lên rồi. Ga nút ga đây này. Ga từ từ thôi nhá. Yeah. Đây, bấm vào đây. Rồi, bình tĩnh nhá. Từ từ quen chưa dậy chị Phanh. Từ từ. Mày gạt chân trống, đã gạt chân trống đâu mà. Đây, đây gạt chân trống xuống. Đó, đây này. Ở dưới. Rồi, nhá. Đây là phanh sau này chị. Đây là phanh sau. Phanh sau vẫn phải phanh nhá, nhanh quá là phải phanh. Đây phanh sau, đây phanh trước nè. Bóp và phanh cái này. Đây phanh trước. Phanh trước là đằng trước này này. Đây chị, đằng trước. Phanh sau là dẫm vào đây này. Nhớ chưa? Chẳng nhá. Phùng tồn ha, phùng tại phùng tồn ha. Nó phùng tồn ha. Nào, đi. Rồi, đấy. Gà chân trống. Rồi. Đúng rồi. Bật máy lên em xem nào. Đấy, đi số 1 thôi nhá. Để ga, để đi. Nhấn nút đi.
rồi. Từ từ nhá. Từ ga nhẹ thôi nhá. Bình tĩnh nhá. Đây, bây giờ chị cứ tiến về phía trước cho em. Không sợ. Nào, em bé thành ra nào. Nguy hiểm, em bé thành ra. Để ra nhá. Ga, hành ga, đây, hành ga, đấy. Đây. Đấy, tức ga, ga nhẹ thôi, ga nhẹ, tức cuốn tới kia chung. Tay cũng đang nhẹ nhàng thôi. Vâng, lái xe. Không, bao giờ mà cứ ga này chị cảm thấy nhanh quá thì chị phanh, dẫm cả kia nữa. Phanh nó, ga này tạm phần nào, phanh này tình ha. Ờ, phanh tình cho kỳ điêu quá. Cả ở bên dưới chỗ kia kìa. Kỳ điêu là ảnh vá là tình nữa. Ờ. Đây là số 1 nữa, nó đà nó rất là mạnh ấy. Nha chị, đi từ từ thôi. Ga ga nhẹ. Thả lỏng người. Cái tay thì mềm mềm nó ra, thả lỏng ra nào. Thế nào? Xem hành trình người. Ga nhẹ. À, tắt cái đèn đi. Rồi. Để... nào, ga ga đi, ga từ từ vẫn chứ không. Để cái ga mạnh quá là phim một phát ra kia là đau lắm luôn đấy nhá. Xe thì em không sợ, là chỉ sợ chỉ ga đau thôi. Từ từ bình tĩnh nhá. Ga nhẹ thôi. Cảm thấy nhá cả. Thấy cả. Thấy nhá. Đúng rồi, cứ đi đi. Ga nhẹ ha, xảy nhân, xảy nhân. Không sợ. Không có gì phải sợ. Nào. Nào. Ga hành ga đi kìa. Đấy. Ui ui ui. Thả ra, thả ra. Thu 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 thu. Bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui. Đi sang bên kia cho nó an toàn nha nào. Hay cho chị tự quay đi, mà cần nả chứ nhỉ. Cho chị khác tự quay đi, về số mo. Về số mo. Về số mo. Cẩn thận. Về số mo. Về số 0 cho em xem nào. Không. Ừ. Rồi, đấy, bây giờ nó không có ga nó không nổ máy đâu. Rồi chị đi đi. Khác tự quay xem nào. Chụp phụng năng nhá. Chụp phụng năng. Nhấp phụng ông tả ra để mình tự nha. Mày cần pia chứ mình. Cho chị tự quay xe. Phép nó là mình à. Yeah. Yeah. Phép nó là mình à. Phép nó là mình. Yeah. 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 Nên mày quá thật sợ mình mà. Cứ đi đi chị, không sợ. Tiếng cho mình á. Nó không đi được, để em đẩy giúp chị nhá. Chị khắc cua đầu nhá. Tiếng cho mình chị. Nào. Nào. Nào, lùi lại tí. Đánh xe, đánh lái về bên này. Đây. Đúng rồi. Đây, đánh lái về bên này. Mở rộng cua nào. Mở đánh lái về bên phải đi chị, kiếm phụ đánh lái đúng rồi. Rồi rồi tiến cua đi, cua đi, cua về bên này đi chị, bên này bên trái đúng rồi. Như là mày em phải tự tự lên khi hả tự à hiện tại. Không ăn trên chỗ Nga. Hả? Không ăn trên chỗ Nga. Không, sao? Ô, sao nó không đi được? Nào, chị để em xem nào. Đi đâu? Ở lại. Chú. 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 Tại vì chị kiểu chưa quen ý, thì nó sẽ rất là khó. Học một cách mà nhanh nhất là như này. Nhà mắt tớ cái tảng hàng mà cái vừa hết trở tới kia hay hỏi, trở tới kia hay hỏi. Tốn rồi, tốn đúng rồi. Đánh lái đi chị, mặc hot cô nha. Còn mình thấy đâu mà. Cảm giác là nó ga nhanh thì phải ngon ga lại luôn, phanh luôn. Ủa, siêu nhập phủ năng đấy nhá. Thầy siêu như này nhá. Như này nhá, mình đang bắt về như này đúng không? Về không ga nữa, phải cho nó về như này. Phanh, chân đâu,
Cháu hả đó? Ở dâm, dâm phanh. Phanh là khi mà phanh là phanh từ từ thôi nhá, mà chị mà phanh gấp quá là nó sẽ bị ngã nhá. Phanh gấp trong đọp đấy ạ. Kiểu như xả không lo nhưng thì nó sẽ bị ngã. Nào, bình tĩnh, không sao, không sao. Xử lý được. Đâu, dựng xe lên nào. Rồi, lại xuống. Rồi, giờ chị làm quen trước đã. Nào, để cho cái đầu xe nó như này xem chị. Để tăng chìa khóa đi. Rồi, là chị dựng lên em xem nào. Nhạ. Đẹp quá. À. Đúng rồi. Này, quay, đúng rồi, quay đầu xe thế. Yeah. Phanh 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 đâu, phanh đâu? Phanh, phanh đâu? Phanh đi phương này. Phanh đâu? Chị chỉ cho em xem nào. Phanh trước đâu? Phanh đằng trước mà phanh nào? Đâu? Phanh đằng trước. Đằng trước được này. Phanh trước là phanh này này. Phanh trước là phanh này. Đây chị dẫm phanh em chỉ chị nhá. Đây này chị nhìn đây này. Dẫm là một chân như này, đây như này chứ không phải là dẫm hẳn như này. Đây một chân dẫm này đây. Đây, nhấp như này. Đâu, dâm em xem nào. Không phải, đây. Đây, chân chị này này, đây. Nào nào, chị thả lỏng chân ra. Đây. Đây, cái chân này nhấp nhẹ thôi. Nếu mà chị phanh hết như này thì nó sẽ không có đi được. Nếu mình to hơn, nếu mà như này thì không đi được, thả. Dựng em xem nào. À, không phải dâm phanh rồi. Giờ chị phải dựng được cái xe đã. Nào nào, hốt cho mình hả? Phanh. Nếu mà nó lùi thì chị phanh. Dựng xe lên. Phanh, 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 phanh. Đấy. Đây, bây giờ là có cái đèn năng lượng mặt trời này thì buổi tối là sáng như này đây các bác. Là phải dán bằng da này. Hả? Nó sáng được mấy tiếng hả chị? Tối chị có tắt không? Luôn. Lu Hoàng mới tắt nha. Hả? Lu Hoàng tắt nha. Thì sẽ yên ta hết là luôn muốn gì mà là để làm cái giang là gì mà là cái giang. À, chị mày không tắt. Ờ, nó phải tắt chứ vì nó hết pin chứ chị. Tối chị ngủ chị phải tắt đi để nó tinh chứ pin chứ chị cứ mở như này thì nó chả hết pin nhanh. Ôi yên ta chẳng một bữa thả mình giang cái bữa thả ip. Từ cái lúc chập tối đến 4 giờ sáng á chị. Ôi rồi. Ngày hôm nay là cho chị mày tập làm quen với lại xe máy, những cái bước cơ bản đầu tiên nhất. Dựng xe về số và phanh. Bây giờ chị vẫn chưa quen đâu. Rồi buổi tối chị mày đi cho lợn ăn. Thế bây giờ là còn chưa 6 giờ đâu nhưng mà trời đã tối rồi. Thế mùa này thì tối rất là nhanh. Đây là cái mái chuồng lợn của chị Mẩy đây các bác. Đây, đây là chị Khang làm. Chị Mẩy mình hái. Chị đi đâu hả bây giờ ấy? Quả su. À, chị đi lấy quả su á. Hả? Chị mày bảo là em có cái chân dài ấy thì tập xe nó dễ. Mẹ, em tự chứ ma bữa từ kia nha, ma bữa mà chị mày thì lại chân hơi ngắn một tí nhỉ. Mình như trò hồi năng thế tiền. Chân ngắn tí nên là hơi khó nhưng mà chỉ cần chị chăm chỉ luyện tập thì em nghĩ là chị mày có khả năng là biết đi xe. Chị bảo là cũng có người ta cũng không có được à. Cao cho lắm thì cũng có thể đi được. Đây, từ ngày có cái đèn năng lượng mặt trời của bác Cao là đây, cái chỗ mà hai mẹ con chị U Mẩy ở tạm là đây, thắp sáng, đã được thắp sáng đây. Đây. Chứ không bình thường là tối om luôn. Úi dồi ôi, trời lạnh như này. Chua hả? Úi, cái này mà hai mẹ con tắm cái này thì chả lạnh à. Giờ xin à, cho con là. Giờ xin. À. Chẳng ha. Đi tao nha. Ừ, giả xe cho hả? Không tắm á? Đây, chị bảo là chẳng phải à. Rét lắm nên không có tắm. Hả? Rét quá nhỉ chị mày.
đây có cái đèn này sáng thì sinh hoạt là điện lắm các bác. Em bé muốn đi tắm thì phải rửa sạch chân đi, xong rồi đi tắm nhá. Hai mẹ con được mấy hôm rồi không tắm, bị chị hỏi giả xin nhá. Ui bớt dạ. Ẩm thì trang giáo cái là thì kem giáo ẩm hơn hoàng giáo hàng gác kem vàng ngay. Chứ mày bắt tôi qua mới tắm. Thế hôm nay không tắm nữa à? Giả xin ạ. Muốn giặt cho. Linh nhiều mẹ. Thế hôm qua không tắm. Thật sự là thời tiết này mà tắm ở bên ngoài như thế kia thì lạnh lắm. Hãy con rửa chân. Ở trên vùng cao thì mùa đấy mọi người là đa phần là sẽ kiểu tắm hôm trước và hôm sau không tắm, vì là thứ nhất là tắm thì quần áo nhiều khi giặt nó cũng không khô và rất là lạnh. Chỗ này của anh mẹ con chị mẩy thì tắm ban ngày thì không được, nếu buổi tối thì tắm thì lạnh, ban ngày thì chỗ này nó không có cái gì che chắn ý. Xong nhá. Em bé tắm rửa xong rồi đi tất vào nhá. Lạnh. Hòa tàu bán kiểu hòa này. Rồi là con gai. Rồi là con gai. Rét này quần áo áo khoác chị mày đang mặc này phải hàng tuần mới khô, sợ không khô được. Chạy chơi quần tàu nhá, tàu là hoa chơi quần kia. Thay quần cho em bé đi chị ạ. Nên là hoa. Thay áo nữa chị ạ, trẻ con thì ban ngày nó nghịch bẩn. Chị đang rửa giấy cho em bé một tí. Mồm chết mồm chết. Lạnh lắm các bạn. Con áo sạch sẽ cho em bé. Đâu tân đâu, cái túi tân đâu rồi chị? Mới cá đi sạch. Này. Đấy, đúng rồi. Đây. Trong này 5 đôi nữa nhá chị nhá. Cho em bé đi cho nó ấm. Nhưng mà bỏ qua rồi mà. Mày vẫn đi. À cái đấy á, đấy là mua cho chị mà. Có bỏ lại mà đứa dây hẹn mà được chăng. Hả? Như bỏ lại mà đứa dây hẹn mà. Mà phụ mày nếu mà hỏi hoài đâu kêu mà phụ em bé. Ờ, nếu phụ em bé hả? À, ôi giời. À, hey. Chỉ bảo là hôm nọ em coi cũng mua chị nhiều mà. Đấy là tất của chị, còn cái này là tất của em bé mà. Nó tưởng cái gai tắm ha. Cho nó khô tí đã. Phun cái gai ra. Thế tắm gai là tụi tắm. Nghe bà này. Rất đẹp. Cảm ơn bác Thành rất là nhiều. Đây, tắm chung phun. Đi học em bé đi tắt vào nhá. Cho nó ấm. Đây. Đây, đây, đây. Cô bác ơi, đây là cuộc sống thường ngày của hai mẹ con chị Ú Mẩy các bác ạ. Này, video ngày nay thì em có xin phép là được tạm dừng tại đây thôi. Nay là lên trao quà của bác Thành gửi đến cho hai mẹ con. Và ngày nay thấy chị Ú Mẩy là khá là thích xe máy. Chị có ngồi thử và em có cho chị làm quen với lại chiếc xe này. Cái này thì việc xe máy mà chị muốn tầm đi thì sẽ phải mất thời gian đấy, phải có thời gian cơ. Chứ còn chị mới lần đầu như này thì chị vẫn còn lung túng lắm và cũng hơi sợ. Nên rất là cảm ơn cô bác đã luôn đồng hành và theo dõi kênh. Giờ thì em có xin phép là tạm dừng video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Linh.